Chiều nay, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông bà Phan Thị Thúy Linh, Đoàn Xuân Hiếu, Lê Thị Như Hồng đã có buổi tiếp xúc cử tri phường Hòa Thọ Tây. Tại buổi tiếp xúc, bà con cử tri đã được nghe đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố báo cáo một số nội dung chính về kỳ họp giữa năm Hội đồng Nhân dân sắp tới, đồng thời thông báo một số nét lớn về tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong 5 tháng đầu năm 2023, cũng như nội dung giải quyết các ý kiến của cử tri trong kỳ họp trước đó. Ghi nhận những kết quả và nỗ lực của thành phố trong thời gian qua, nhiều ý kiến tâm huyết đã được cử tri phường Hòa Thọ Tây đã gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân như công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, tình trạng ngập úng, một số bất cập trong công tác đền bù giải tỏa. Đề nghị đơn vị thi công cùng công nghiệp xử lý cái nạo vét cái kênh mương từ đoạn đường từ nhà ông Trần Quý Sang ra đi đường cầu đá đi rồi. Hiện nay là cái đường mương là sau trước đây là sau từ nửa mét, nhưng bây giờ thì là bồi lấp. Cho nên là khi mỗi lần mưa lớn là sọt. Cái con đường nội thị nhánh 4 á, cụ thể tức là từ trung tâm thí nghiệm điện vào nuôi cấy mô được khai trương làm từ tháng 11 năm 2022 đến nay đã 7 tháng. Nhưng mà tiến độ thì quá chậm. Kiến nghị các cơ quan chức năng tìm hiểu vì sao chậm để đẩy nhanh tiến độ. Nhiều ý kiến tại buổi tiếp xúc liên quan đến công tác an sinh xã hội cần quan tâm hơn đến các đối tượng yếu thế, nâng cao chất lượng y tế cơ sở cũng được gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân.